Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vốn là truyền thống văn hóa của dân tộc từ bao đời nay, tục thả cá chép, phóng sinh trở thành hình ảnh quen thuộc vào các ngày 23 tháng trạp. Người dân thực hiện tục lệ này với mong ước đưa ông Táo về trời để báo cáo tình hình trong năm vừa qua, đón chào năm mới sung túc hơn. Nhưng dịp đó, câu chuyện thả cá cũng được lên sóng sơ chim của Độ Si. Độ Si bức xúc về việc thả cá kèm túi nylon. Nam streamer thể hiện sự bức xúc của mình khi nhiều năm qua đã chứng kiến không ít hình ảnh những chú cá được thả trong bao ni-lon. Việc làm này thể hiện sự thiếu ý thức khi không chỉ gây hại cho môi trường với túi ni khó phân hủy mà còn tác động tiêu cực đến chú cá. Thương con cá một tí được không? Con cá nó không có tay nên không có khả năng mở được túi ni nên các ông đi thả cá thì bỏ túi ni ra, thả nhẹ nhàng một tí. Độ missy nhắn gửi fan. Hưởng ứng những chia sẻ của độ Misi, Phan để lại nhiều bình luận. Xíu em đi thả cá. Thả bây giờ cứ lo 5 phút sau cá bị trích điện vớt lên lại. Anh nói đúng rồi, em cũng thấy người ta thả nguyên cái túi nylon xuống. Tội nghiệp mấy con cá. Tục lễ nhưng vẫn cần phải biết bảo vệ môi trường thì mới thành tâm. Ảnh Internet